Trang trọng, nhanh gọn, trong cảm xúc tự hào là những từ mà nhiều ngày nay người dân tại các địa phương trên cả nước thường nhắc tới trong không khí tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Với các thanh niên, nhập ngũ là bước vào một hành trình mới trong những năm tháng của tuổi trẻ. Bước vào hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các thanh niên sẽ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành. Và trong ngày đầu vào đơn vị, mỗi người đều có cảm nhận riêng cho bản thân mình. Đầu giờ chiều, những chiếc xe chở thanh niên của tỉnh Thanh Hóa bắt đầu về đến trung đoàn 141. Sau một hành trình dài để về tới đơn vị, các thanh niên được đo thân nhiệt, sát khuẩn, đảm bảo giãn cách theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Cách làm này giúp các tân binh cũng như cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cảm thấy yên tâm hơn. Cái việc thực hiện tốt các bước trong phòng chống dịch này thì để bảo đảm cho đơn vị là an toàn, không để xảy ra các trường hợp mà nhiễm COVID-19 vào trong đơn vị. Và tiếp đó thì chúng tôi cũng giáo dục cho lực lượng chiến sĩ mới là yên tâm công tác, bởi vì đơn vị đã tiến hành rất là đầy đủ các bước bảo đảm an toàn tuyệt đối trong cái quá trình huấn luyện chiến sĩ mới. Sự lạ lẫm bỡ ngỡ là điều mà các chàng trai trẻ không tránh khỏi khi lần đầu tới đơn vị, nơi mà họ sẽ gắn bó trong 2 năm tới. Nhưng hành trình bước chân vào ngôi nhà mới của các thanh niên tuổi 18 đôi mươi luôn có sự hướng dẫn tận tâm, chu đáo của cán bộ đơn vị cùng các chiến sĩ đi trước. Khi bước trên xe thì em có cảm giác hồi hộp và lo lắng, nhưng được sự chào đón nồng hậu của các cán bộ chiến sĩ thì em đã có cảm giác yên tâm và sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và sẽ cố gắng để hoạt động với mọi người. Sự ân cần chu đáo của cán bộ chỉ huy đơn vị ngay từ giây phút đầu đã giúp các tân binh thêm yên tâm, phấn khởi, tự tin trong môi trường quân ngũ. Thì hôm nay đến giờ này, giờ phút này các đồng chí đã vào đối với trung đoàn, thì bản thân các đồng chí thì cảm thấy sự đón tiếp của đảng ủy, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của trung đoàn, cũng như là quá trình mà các đồng chí hành quân từ địa phương đến trung đoàn, thì các đồng chí cảm giác của các đồng chí như thế nào? Lúc vào đây thì em cũng cảm thấy được các anh các chú giúp đỡ nhiệt tình, nên là cảm thấy mình cũng cảm thấy thoải mái, không có, cũng đỡ lo sợ các thứ, nên là cũng thấy bình thường đơn lúc ở nhà. Quãng đường từ quê hương Thanh Hóa ra trung đoàn 141 là một chặng đường khá là dài. Khi trên xe thì bọn em cảm thấy rất là lo lắng, và khi được sự đón tiếp nhiệt tình của các chú các anh ngoài đây thì bọn em một phần nào đó cũng cảm thấy là bớt lo lắng. Thay mặt cho lãnh đạo chỉ huy chúc các đồng chí sức khỏe và tiếp tục cố gắng phấn đấu và rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xin cảm ơn các đồng chí. Bài học đầu tiên của các thanh niên khi về đơn vị cũng rất thiết thực, gần gũi. Đó là bài học về cách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, là truyền thống, quy định của quân đội. Và phía trước, mỗi người lính trẻ là cả một hành trình dài để nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu.